Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2019. Và bây giờ thì cũng muộn rồi các bạn nhé. Hôm nay mình vừa đi chơi về xong. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A6 2018 nhé. Thì hôm nay mình vừa về con này xong. Hình thức con này phải đẹp 97% nhé. Đây, A6 2018 ạ. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 này nhé, thì các bạn nên ra hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu xanh ngọc rất đẹp nhé. Máy màu xanh xanh tím tím này. Đấy. Hình thức mua hàng bên mình thì có rất nhiều hình thức nhé. Một là các bạn liên hệ cho mình qua Zalo. Zalo thì mình không trả lời kịp cho các bạn, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhé. Số điện thoại mình 0966 221789 nhé. Đây, số này mình sẽ dùng Zalo các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833 221789. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Samsung A6 2018 nhé. Máy rất đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A8 2018 nhé. Hôm nay mình về được 2 chiếc nhé. Mình về một chiếc đen bóng nhá. Này A8 2018 này. Này. Thì hai con này là máy Hàn nhé, nhưng mà mình đã lên sẵn hai SIM cho các bạn đấy nhá. Máy Hàn, KT Hàn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này nhá, thì các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhá. Máy màu xanh rất đẹp các bạn. Đấy. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhá. Nói chung bạn nào là sản phẩm Samsung A8 máy màu đen bóng các bạn. Đấy. Rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, màu đen bóng ấy nhá. Đây, máy màu xanh rất đẹp các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này thì các bạn nhắn tin hàng sớm nhất nhé. Thì nhà mình hôm nay thì mình cũng bận cả ngày hôm nay, thì cũng về được một ít sản phẩm thôi. Thì có sản phẩm nào thì mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Này còn màu đen bóng rất đẹp nhá. Nói chung là cấu hình con này khá là cao. Này, con này thì mình đã sản phẩm Samsung A8 2018 này thì mình đã lên sẵn cho SIM 2 SIM cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 thì các bạn đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z6 2016 2018 đấy nhé. Thì hôm nay mình vừa về được hai con này xong nhé. Hai con màu mận chìm nhá. Này vừa về hai con G6 nhá. Này máy hình thức còn rất là đẹp nhá. Hai con này từ 95-99% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung G6 2018 này nhá, thì các bạn lên hàng mình sớm nhất nhá. Và hai con này thì bên mình đồng giá thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhá. Đấy. Rất nhiều sản phẩm cho anh em lựa chọn nhá. Lại toàn sắp đôi về là 2 chiếc nhá. Nói chung sản phẩm này bây giờ thì cũng đang rất là hiếm các bạn nhé. Thì hôm nay mình về được vỏn vẹn có 2 chiếc rồi nhé. Dành những bạn đam mê Samsung. Và buổi tối nay nhà mình có ít mẫu sản phẩm Samsung thôi. Còn sản phẩm khác thì bên mình đang tạm thời là hết nhé. Mình đang chưa lấy hàng. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con G6 này cũng thế nhá, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro rồi nhá, thì các bạn nên theo hàng mình là sớm nhất nhá. Bên mình đang thì với giá cũng giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhá. Để biết giá chi tiết thì các bạn có thể liên hệ cho mình qua Zalo hoặc là trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhá. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một nào là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Và hình thức nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán thì các bạn cọc phí ship chúng mình nhé, 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối này giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Hôm nay về rất nhiều nhé, về tiếp tục 5 cây Sony Xperia nhé. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nên hàng mình sớm nhất nhé.
của mình này. Màu rất đẹp nhé, hình thức rất đẹp các bạn nhé. Nói chung là Sony thì mình cũng đang dùng một con đây, mình cảm nhận rất là ok nhé các bạn nhé. Này, mình đang dùng một con Sony của mình này, rất ok các bạn nhé. Pin cũng khá là tốt nhé. Này, máy màu đen cũng rất là đẹp các bạn nhé, màu bạc khá là đẹp luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2017 thì hôm nay mình vừa về được con này xong nhé. Con này máy màu xanh ngọc thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Và con này thì mình đã lên sẵn hai sim cho các bạn đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 màu xanh ngọc này nhé thì các bạn nên hàng mình được sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony XZ. Và sản phẩm Sony XZ thì nhà mình thì còn một sót con cuối cùng màu đen này các bạn nhé. Này, và sản phẩm Sony XZ này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ này nhé, các bạn nên hàng sớm nhất nhé. Cấu hình con này cũng là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình cũng rất nhiều các bạn là hỏi máy dưới 1 triệu đồng nhưng mà bên mình đang tạm thời đang hết nhé. Vì ngày nay thì mình cũng bận là đi cả ngày, đâm là cũng lượng gom được hàng của mình thì cũng rất là hạn chế các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ thì bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Nói chung là dành những bạn đau đam mê Sony cũng rất là tuyệt vời, mình đang dùng Sony rất là thích nhé. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi, mình cũng tranh thủ là mình cũng đi ngủ luôn. Và các bạn nào mà đang xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ là bên mình ấy, thì các bạn có thể đặt hàng sớm giúp mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn đang xem video mình nhận một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Xin chào các bạn nhé. Đây mình xem hai con A8 2018 rất đẹp nhé. Con này mình lên sẵn hai sim các bạn nhé.